Hello, xin chào đồng chí, anh chị các bạn trong diễn đàn mình like lại lần nữa. Mấy hôm rồi mình nói xe chạy mà không có nắp capo, bây giờ nó có rồi nè. Anh chị em các bạn thấy không? Tới nỗi mà cái nắp capo mà không có luôn á. Mình nói là có bằng chứng hết trơn, đi xuống dưới đây nhiều cái chuyện nó chớ chiêu lắm. Nhìn thấy cuộc đời nó chớ chiêu, các bạn thấy không đó, chiếc xe không có nắp capo. Rồi mình nói là có bằng chứng à. Không bao giờ mình nói theo chém gió đâu. Đấy, chiếc xe nó chạy không có nắp capo. Đấy. Chạy mé làm sao? Tại vì cái khu ở dưới này dân vào trong cái đô thị, trung tâm đô thị đó, nhiều người dân trung lưu họ vất vả lắm. Đấy, anh chị em các bạn thấy tội ghê không? Đấy. Mớp không có nắp capo mà nó móp bên này móp bên kia luôn, mà dấn sai, miễn sao nó lăn bánh được là họ chạy ra lộ à. Tại vì cái phương tiện của người ta đi lại mà, anh chị các bạn, cái phương tiện để họ đi lại, họ sinh hoạt, họ đi làm mà, anh chị các bạn thấy ấy. Xe không có nắp capo, cái hứt á, gọi là cái hứt. Chớ chiêu ha, cuộc đời mà. Bởi vì hãy trân trọng những gì mình đang có ở quê hương, mình hãy quý những gì mình đang có ở quê hương, những thành quả cách mạng mà cha anh của mình đã hy sinh biết bao nhiêu xương máu để mình có được cái cuộc sống như ngày hôm nay. Anh chị các bạn thấy đấy. Các bạn thấy rằng đó, bây giờ mình xuống cao tốc, ở Việt Nam gọi là cao tốc, bên này gọi là freeway đó. Đấy, xe cảnh sát bên này nó tuần tra dữ dằn lắm, ở trong mấy khu nó tuần tra liên tục, chạy một hồi là thấy xe cảnh sát, chạy một hồi là thấy xe cảnh sát. À, các bạn nhìn thấy không? Hào nhoáng không? Chỉ cần bước xuống cái con lộ lớn như vậy thôi là thấy cái sự đường xá, hạ tầng cơ sở nó lập khuôn lắm, cái gì nó cũng lập khuôn hết trơn á. Nhưng mà khi mình chỉ cần đổi một con hướng đi thôi, chỉ cần đổi một cái chiều hướng mình đi thôi là các anh chị các bạn thấy đời sống nó đã khác một trời một cuộc. Mỹ này mà nó mua màu á, bây giờ xuống nó nhìn thấy nước Mỹ đẹp quá. Nước Mỹ có đường xá kìa, hạ tầng cơ sở kìa, cầu đường rồi, quá đẹp ha, bạn nhìn thấy không? Mà ơi, nước Mỹ mà sao lại mình nó nói gì mà tệ dữ vậy, nó một trời vượt đó. Đường cao tốc freeway bên này, freeway 2-3 tầng để người ta đáp ứng cái nhu cầu của cái dòng xe nó chạy, anh chị các bạn thấy không? Đấy, thấy chưa? Nước Mỹ à, mà mấy thằng ba que nó quay lên đó, nước Mỹ của tao đó, tụi bay thấy chưa, đó nước Mỹ của tao á. Nhưng mà chỉ cần xuống mấy cái cầu này, đi qua những cái khu mà đời sống mà dân lao động mà người ta sống thật sự nó một trời một thôi. Thì mình like tới đây, nãy giờ like cũng nhiều mấy chặng rồi, thì xin chào anh chị các bạn. Mình phải kiếm đường mình giọt đây, phải tranh thủ, lâu lắm rồi mới quay vô đào thao trung tâm thành phố. Bye bye nha, xin chào chị các bạn nha. Rồi, xe cộ lắm. Các bạn biết chiều khoảng chừng giờ mà người ta tan sở làm á, nó kẹt xe. Kẹt xe giả man luôn. Đấy. Đường freeway các bạn thấy không, nó cũng nứt nẻ nè. Cái kinh phí nó chưa có đủ để đặng mà nó làm á, chị các bạn thấy không? Đường cao tốc. Nó cũng hơi giá, bên này nó giá bên kia. Chứ đâu phải nó phải đường cao tốc chỗ nào nó cũng đẹp hết đâu. Cali cũng tơi tả, tại Cali nó bị thiếu ngân sách đó. Cái hạ tầng cơ sở bên Cali đi qua đó nó tồi tệ hơn bên này nhiều, tại nó thiếu ngân sách, nó không có đủ cái ngân sách để nó tu bổ, nó bảo trì đường, anh chị các bạn. Các bạn thấy không? Ý là đóng thế chết mẻ luôn á mà vẫn chạy đường kêu ầm 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 ầm, cũng nứt bên này cũng bể bên kia, sửa bên nọ, nó sửa tối ngày, chứ đâu phải chỉ có Việt Nam không đâu anh chị các bạn. Và mình xin chào anh chị các bạn nha. Bye bye.